Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài kỳ này thì tôi sẽ nói về một cái vấn đề mà thời gian gần đây rất nhiều khán thính giả đã gửi về cho tôi. Đó là làm như thế nào để có thể nói chuyện trước đám đông một cách thoải mái, tự tin và không run sợ. Thí dụ bây giờ các bạn có một bài thuyết trình đi, thì làm sao để làm cái bài thuyết trình đó một cách trơn tru, suôn sẻ mà đặc biệt là cái mặt của mình không có tái xanh, không có ấp a ấp úng, không có đứng trên đó mà run rẩy như gà mắc tóc. Đó, làm sao đây? Thì các bạn yên tâm, bài này tôi chỉ ha. Hoặc là bây giờ một cái tình huống khác, các bạn phải trình bày một cái vấn đề nào đó trong một cuộc họp của công ty, sếp ngồi đó dòm bạn. Thì bây giờ bạn phải làm sao đây để nói một cách trơn tru, lưu loát, mạch lạc và đặc biệt là không có bị cà lăm, không có bị nói trước quên sau, không có bị lúng túng, tim đập lô tô trong người. Đó, làm được cái điều đó là ngon đó. Mà làm sao ta? Thì cũng yên tâm, bài này tôi chỉ mà ha. Trong cái bài này tôi sẽ chỉ các bạn 5 kinh nghiệm rất thực tế của tôi. Tất cả là những gì mà tôi đã trải qua. Và tôi tin chắc khi mà các bạn lắng nghe một cách sâu sắc và làm theo một cách nhất quán, thì cái việc mà các bạn run sợ khi nói chuyện trước đám đông chắc chắn nó sẽ biến mất. Vậy thì bây giờ còn chần chờ cái gì nữa, mình vô liền cái kinh nghiệm số 1 các bạn nha. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của những người nói chuyện trước đám đông đó là cái nỗi sợ nói bậy, nói sai, nói dở, nói trước quên sau, nói không kiểm soát được, đúng không các bạn? Cái này tôi sợ lắm, không biết các bạn có sợ không? Mà tôi nghĩ chắc các bạn cũng sợ chứ dễ gì cũng sợ. Nhưng mà các bạn yên tâm, tin vui là chúng ta sẽ có một cái công thức giúp cho cái việc nói bậy, nói sai, nói lạc đề không bao giờ xảy ra. Và tôi gọi cái công thức đó là công thức 333. Vậy thì công thức 333 là gì các bạn? Rất là đơn giản, với một cái chủ đề chính, các bạn chỉ nên có tối đa là 3 ý chính. Trong từng cái ý chính, nếu các bạn muốn triển khai, thì các bạn chỉ nên triển khai maximum là 3 ý phụ. Và ở trong cái phần ý phụ nhỏ này, nếu các bạn muốn triển khai thêm các ý con, thì hãy maximum có thêm 3 ý con nữa thôi. Đó chính là công thức 333. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ. Ví dụ như là thứ hai tuần sau đi, các bạn sẽ có một cuộc họp với sếp. Và cái nhiệm vụ của các bạn là phải báo cáo cái tiến độ công việc. Và trong quá khứ thì cái việc các bạn báo cáo ấp a ấp úng, báo cáo loạn xạ nó đã xảy ra rất nhiều. Thì bây giờ làm sao để các bạn có thể có một cái phần nói chuyện lưu loát, ngon lành, êm xuôi trước ban giám đốc đây? Thì bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn nha. Chúng ta sẽ ứng dụng công thức 333. Thì đầu tiên là chủ đề. Chủ đề chính ở đây là gì? Báo cáo với sếp về tiến độ công việc. Thì các bạn sẽ lựa ra 3 ý chính để trình bày. Ví dụ, ý chính số 1 là nói về tiến độ hiện tại. Ý chính thứ 2 sẽ nói về những khó khăn gặp phải. Ý chính thứ 3 là đề xuất. Rồi ở cái tiến độ hiện tại này, chúng ta nếu muốn triển khai thì maximum là 3 ý nha. Ví dụ, hiện tại chỉ mới xong được 75%. Và điều này có nghĩa là dự án bị trễ. Rồi, ở dưới là những khó khăn tại sao lại trễ. Các bạn có thể kể ra, ví dụ hai thành viên bị bệnh. Tiếp theo có thể nói rõ hơn là có giấy của bệnh viện. Và một cái nữa, đã phân công các nhân viên khác làm thêm để phụ cho hai bạn đó nhưng vẫn không kịp. Rồi xuống phần đề xuất này, triển khai ý phụ là gì? Xin thêm 2 tuần và cam kết sẽ làm xong. Ok, đó là công thức 333 để các bạn có thể lên kế hoạch cho cái phần trình bày trong cuộc họp. Rồi bây giờ tôi sẽ giả bộ tôi đọc nhanh cái phần trình bày này để các bạn coi thử coi cái cấu trúc nó có mạch lạc và chúng ta liệu có một cái nguy cơ nào nói bậy không ha. Dễ gì mà nói bậy được. Ví dụ như là trong cuộc họp bắt đầu tôi đứng lên và tôi sẽ trình bày theo đúng cái sườn này. Dạ, kính thưa ban giám đốc, thì em xin phép được báo cáo cái tình hình làm việc của phòng của em. Thứ nhất là về tiến độ hiện tại thì phòng của em chỉ mới xong được khoảng 75%. Và như thế thì có nghĩa là dự án của tụi em đang bị trễ. Lý do và những khó khăn mà cái việc bị trễ là bởi vì phòng của em có hai thành viên bị bệnh. Và ở đây thì tụi em cũng đã có giấy của bệnh viện để mà xác thực rồi. Thì trước cái tình hình này á, thì em cũng đã phân công các bạn còn lại trong team để mà làm thế. Tuy nhiên thì nó cũng không có kịp. Thành ra thì em cũng xin ban giám đốc cho em có cái đề xuất. Thứ nhất là cho em xin phép được có thêm 2 tuần để mà hoàn thành cái công việc này nó chất lượng nhất có thể. Và em sẽ cam kết ngay bây giờ là trong 2 tuần này chắc chắn sẽ xong. Đó, tức là bây giờ tôi đã cố gắng trình bày một cách giản lược, xúc tích và đủ ý rồi đó. Còn trong quá trình trình bày các bạn muốn hứng, các bạn muốn nói thêm được cái gì nói. Nhưng chúng ta bám vào cái sườn này
thì không bao giờ nói sai, không bao giờ nói lạc đề, không bao giờ nói nhảm, không bao giờ nói sao nhãng, không bao giờ nói trước quên sau. Hoặc là bây giờ tôi sẽ lấy các bạn một cái ví dụ khác về một cái khía cạnh nghề nghiệp hơn, đó là cái bài thuyết trình đi, thuyết phục mọi người đến Hội An để du lịch chẳng hạn ha. Thì bây giờ rất đơn giản thôi, trong một chủ đề chính sẽ có ba ý chính. Thì ba ý chính này sau khi các bạn đọc tài liệu, các bạn nghiên cứu thì các bạn lựa ra ba cái đỉnh nhất. Thứ nhất là thiên đường để chụp ảnh khi mà đến Hội An, tới đây để chụp hình ha. Thứ hai là ăn uống vô tư khi tới Hội An, và thứ ba là vị trí của nó rất thuận lợi để đi ha. Thì ở cái ý chính này các bạn triển khai maximum ba ý còn. Ví dụ như là gì? Trăm lai thật dễ là gì? Tức là tới đây cảnh rất đẹp, chụp hình post lên là cả trăm lai là chuyện bình thường, đúng không? Rồi sau khi mà nói trăm lai thiệt dễ, bắt đầu trên cái bài thuyết trình chúng ta sẽ chiếu 5 bức hình có cái góc ảnh thiệt là đẹp để mà thu hút người xem. À, rất là dễ. Bắt đầu qua tới phần số 2 là ăn uống vô tư. Thì trong cái phần ăn uống vô tư này, cái ý phụ thứ nhất đó là đủ mọi phong cách ẩm thực, đúng không? Và ý phụ thứ hai là hàng chục quán nước, quán cà phê gần nhau. Tại mình nói ăn uống mà, thì phải nói cả ăn cả uống, đúng không? Và trong cái phần này tôi chỉ triển khai hai ý thôi. Công thức 333 là gì? Mỗi ý maximum 3 ý còn, đúng không? Và trong cái này tôi thấy là cần phải triển khai chút xíu cho nó hay. Thì bắt đầu khi mà tôi nói tới cái phần đủ mọi phong cách ẩm thực, thì tôi show hai cái hình của quán Việt, rồi show tiếp hai cái hình của quán Tây, chiếu tiếp hai cái hình của quán châu Á. Có nghĩa là muốn ăn cái gì cũng có ở chỗ này. Và tới cái phần số 3 là vị trí thuận lợi, thì chỉ cần một ý chính thôi là đi từ sân bay tới Hội An dưới 60 phút là xong. Rồi bây giờ thì tôi sẽ trình bày thử vô nè. Xin kính chào tất cả quý vị quan khách, quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay của công ty ABC Travel. Tôi rất là vinh dự được có mặt trong ngày hôm nay để mang đến cho tất cả quý cô chú, anh chị và quan khách những thông tin và những điều tuyệt vời về một trong những địa điểm được yêu thích nhất tại Việt Nam, đó là phố cổ Hội An. Nhắc tới phố cổ Hội An thì một trong những cái đầu tiên mà tôi nghĩ không ai trong chúng ta muốn bỏ qua, đó là ở đây là thiên đường để chụp ảnh. Khi mà tới phố cổ Hội An á, thì cái việc có một bức ảnh hàng trăm like ở trên Facebook, ở trên Instagram của chúng ta là hoàn toàn trong tầm tay. Như quý anh chị có thể thấy ở trên màn hình là những góc ảnh rất đẹp tại phố cổ Hội An. Đây là những cái góc máy mà khi ở đó chắc chắn tất cả quý vị sẽ có cơ hội được tiếp cận và chúng ta có thể đến đó và chụp và không tốn một đồng nào cả. À, ví dụ như vậy, các bạn thấy không? Là tôi đã làm xong cái phần 1 rồi. Nếu các bạn muốn tương tác, muốn nói nhiều hơn thì tùy các bạn. Nhưng cái điều chắc chắn là cấu trúc cái bài của các bạn sẽ luôn luôn mạch lạc. Ở đây thì có một điều mà các bạn cần lưu ý nha. Trong một số trường hợp có thể các bạn sẽ cần phải phá vỡ công thức 333. Có nghĩa là một ý các bạn sẽ cần đâu đó 4 hoặc là 5 ý con để giải nghĩa cho nó. Thì thực ra cũng được thôi. Nhưng mà các bạn cần phải nhớ trong những tình huống đó chúng ta sẽ cần phải đánh đổi. Khi mà cái bài của các bạn quá phức tạp, vượt quá ba ý thì mọi người sẽ có xu hướng sao nhãng và chán nản và cảm thấy phức tạp với cái phần trình bày của các bạn. Nên tụ trung lại, tôi vẫn khuyên các bạn hãy giữ cấu trúc 333. Thì như vậy cái phần trình bày của các bạn sẽ rất tuyệt vời nha. Rồi, hello các bạn, chúng ta đang đến với cái kinh nghiệm thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Trước khi mà đi vào cái phần chia sẻ kinh nghiệm này thì các bạn lưu ý nha. Chúng tôi lúc nào cũng muốn lắng nghe và cũng muốn phục vụ các bạn tốt nhất. Nên là các bạn muốn chúng tôi làm về cái chủ đề nào thì các bạn nhớ comment cho tụi tôi biết các bạn nha. Tụi tôi luôn luôn đọc comment và luôn lựa chọn ra những chủ đề mà cấp thiết nhất, nhiều người yêu cầu nhất để mà thực hiện video ha. Ok, bây giờ sẽ là cái phần kinh nghiệm thứ hai. Một trong những nguyên nhân gây sợ hãi cũng phổ biến không kém cái việc nói bậy, các bạn biết là gì không? Đó là chúng ta rất sợ quên ý, cực kỳ sợ quên ý luôn. Lỡ mà lên sân khấu hoặc là lỡ mà lên cái chỗ thuyết trình mà mình quên mất mình cần phải nói cái gì thì trời ơi, lúc đó chắc chết luôn quá. Vậy thì bây giờ chúng ta cần có cách để đảm bảo chắc chắn 100% chúng ta sẽ không bao giờ quên ý. Thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sẽ sử dụng một cái thủ thuật gọi là ăn gian thông minh ha. Thì cụ thể là sao? Tôi sẽ sử dụng hai cách để ăn gian. Cách thứ nhất, các bạn hãy viết cái sơ đồ 333 của các bạn ra giấy và các bạn hãy cầm cái tờ giấy đó khi các bạn trình bày hay khi các bạn thuyết trình. Có thể các bạn sẽ không nhất thiết là phải nhìn vào cái tờ giấy đó mọi lúc mọi nơi. Cái tờ giấy đó như là một cái biện pháp dự phòng, lỡ các bạn có quên thì các bạn nhìn xuống phát là các bạn biết là mình đang ở đâu và mình cần nói cái gì tiếp theo nha. Cái cách thứ hai để mà ăn gian thông minh đó là các bạn có thể ghi cái thông tin nhắc nhở lên chính cái slide thuyết trình luôn. À, chúng ta sẽ quay trở lại với cái bài về du lịch Hội An đó. Bây giờ tôi sẽ chiếu các bạn một cái slide ở trên màn hình. Chỉ có mỗi một tấm hình thôi, nhưng các bạn để ý giùm tôi ở cái góc bên trái, ở dưới cùng có cái chữ 3A. Cái chữ 3A là gì? Là cái thứ tự ở trong cái sơ đồ 333 đó các bạn.
Giả sử tới đây tự nhiên các bạn nói quên mất ý, thì lúc đó nhìn liền vô cái góc bên trái ở bên dưới, phát hiện 3A. À, 3A là gì? Nhìn lại cái tờ giấy 333 cầm trên tay, 3A là đang nói về cái khía cạnh sân bay. Cái khía cạnh vị trí là cái thông tin đi từ sân bay về Hội An chỉ mất dưới 60 phút, đúng không? Thế là các bạn có thể nói liền luôn cái ý đó mà không gây ra lúng túng, không để cho mọi người biết là các bạn đang quên. Các bạn thấy vi diệu không? Vậy thì hãy ứng dụng hai cái cách mà ăn gian thông minh này khi mà nói chuyện trước đám đông đi nha, các bạn sẽ không bao giờ quên bất cứ cái gì đâu. Rồi, hello các bạn, đây là cái kinh nghiệm thứ ba. Kinh nghiệm này sẽ có cái tên, đó là lấy cảm tình bằng ngôn ngữ khiêm tốn và chân thành ha. Khi mà các bạn nói chuyện hoặc là các bạn thuyết trình mà thái độ của các bạn chân thành, giản dị thì mọi người sẽ có xu hướng chịu lắng nghe các bạn. Mọi người sẽ nhìn các bạn với một cái thái độ thiện cảm và các bạn sẽ được tiếp thêm rất nhiều những năng lượng tích cực và ấm áp khi các bạn trình bày một cái điều gì đó, giống như cái sự động viên của họ vậy. Vậy thì bây giờ đơn giản thôi, chúng ta sẽ luôn chú ý dùng những chữ mà thường ngày chúng ta nói chuyện. Thí dụ như chữ dạ thưa, những chữ chân thành, lễ phép và thậm chí là khiêm tốn như vậy. Hoặc là các bạn cũng có thể nói chuyện một cách thành thật cũng được. Có sao mình nói vậy? Thí dụ như tôi đứng trên sân khấu, tôi thuyết trình về sản phẩm đi, thì tôi có thể nói một cái câu đơn giản thôi. Thú thiệt là bữa nay khán phòng nhiều người quá, em cũng hơi ngợp. Thành ra có sơ sót gì thì em mong mọi người thông cảm cho em. Ví dụ như vậy, có sao mình nói vậy? Con người mà, thành thật. Hoặc là các bạn thuyết trình trên lớp đi, mà lần này các bạn thấy run thiệt, thì các bạn cũng có thể nói để mọi người hiểu. Thường là mọi người sẽ rất hiểu cái việc này. Bạn có thể nói là thú thiệt với cả lớp là nhỏ lớn giờ mình chưa biết thuyết trình lại gì luôn á, thành ra bữa nay là cái bữa đầu tiên, có cái sơ sót gì thì mình mong mọi người bỏ qua cho mình. Ví dụ vậy, nếu mà ở dưới mà mọi người vỗ tay thì bạn có thể nói tiếp: dạ cảm ơn lớp mình đã động viên tinh thần, bây giờ thì mình xin phép được vào cái bài thuyết trình. Ví dụ vậy, cái tính con người nó rất quan trọng. Bản thân tôi cũng hay sử dụng cái thủ thuật này. Các bạn thấy là tôi nói chuyện với các bạn ít khi nào tôi sử dụng cái chữ tôi lắm. Chữ tôi nó quá trịnh trọng, mà thường ngày cũng ít khi nói nữa. Tôi toàn nói chữ tôi không à, tại dân miền Nam mà. Nói chữ tôi nghe nó thành thật, nó chân thành hơn. Hoặc là chữ bệnh đi, ít khi nào tôi nói chữ bệnh lắm, tôi nói chữ bệnh không à. Hoặc là chữ nhất, ít khi nào nói chữ nhất lắm, tôi toàn nói chữ nhất không à. Hạng nhất, chứ ít khi nào tôi nói hạng nhất lắm, đúng không? Vậy thì hãy cố gắng chân thành nhiều nhất có thể, thành thật nhiều nhất có thể. Mọi người sẽ ủng hộ bạn bằng ánh mắt, bằng một cái nhìn rất là ấm áp, và các bạn sẽ được tiếp thêm rất nhiều những năng lượng ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần tiếp theo các bạn nha. Quên cái nữa, các bạn giúp tụi tôi một cái chuyện nhỏ này nha. Chúng tôi lúc nào cũng xem thông tin, xem số liệu để biết là mình có làm tốt hay không, để biết sai chỗ nào sửa chỗ đó. Thành ra các bạn giúp dùm tôi chấm điểm cái bài này nha. Nếu các bạn thấy dở thì bấm nút dislike, nếu các bạn thấy hay thì bấm nút like nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Rồi, cái kinh nghiệm thứ tư để nói chuyện thoải mái, ngon lành, tự tin và không run sợ khi nói chuyện trước đám đông, đó là chúng ta đừng có chống lại cái bản chất của mình. Đây là cái lỗi mà tôi thấy rất nhiều bạn mắc phải. Các bạn cứ cố tỏ ra những thứ cao hơn cái tầm hiện tại của mình, cứ cố diễn những cái đức tính mà mình không có, thì như vậy nó càng dễ fail, nó càng dễ vỡ, nó càng dễ thất bại, nó càng dễ xấu hổ. Nếu mà các bạn không hài hước thì đừng cố hài hước, cứ nói chuyện bình thường nha. Nếu các bạn không có rành về một cái chủ đề nào đó thì các bạn đừng có nổ, các bạn đừng có tỏ ra như thể là bạn là chuyên gia trong lĩnh vực đó. No, người ta nhìn vô người ta thấy, người ta biết liền. Đừng có như vậy nha. Đó là về cái khía cạnh tâm lý. Còn có nhiều cái khía cạnh xung quanh nữa. Ví dụ như các bạn không có uống cà phê, không có quen uống, thì làm ơn cái buổi các bạn thuyết trình đó các bạn đừng có tập mà đi uống cà phê. Tại vì rất nhiều người bị cái này rồi, họ kể lại cho tôi. Tự nhiên bình thường không uống cà phê, cái nghe nói đâu đó cà phê giúp tỉnh táo, thế là trước cái phần trình bày, trước cái phần thuyết trình họ nốc ly cà phê, cuối cùng hết tim đập loạn nhịp, bấn loạn, càng trở nên bấn loạn. Mình không hiểu mình, khổ vậy. Đừng có chống lại cái bản chất của mình. Nếu mà thường ngày các bạn uống cà phê thì các bạn cứ uống, còn thường ngày không uống thì đừng có lấy cái đó để phụ trợ cho cái bài nói, cái bài thuyết trình của mình, thì như vậy là hỏng hết nha. Cái kinh nghiệm này rất quan trọng, đừng chống lại bản chất của mình. Mình có làm sao thì mình thực hiện cái bài nói chuyện, cái bài thuyết trình dựa trên cái bản chất của mình. Mình là chính mình thì mình sẽ tự tin nhất. Hello các bạn, đây là cái kinh nghiệm cuối cùng. Và cái kinh nghiệm này nếu các bạn làm tốt thì tôi tin chắc rằng
các bạn sẽ bỏ được sự run sợ và không thoải mái khi nói chuyện trước đám đông. Kể cả khi các bạn là người hướng nội, các bạn sẽ bỏ được tới 90% nỗi lo sợ và sự mất tự tin. Đó là gì? Đó là các bạn cần phải luyện tập. Luyện tập là một trong những cái tạo nên sự tự tin rất lớn trong tất cả chúng ta. Tôi có một cái câu mà tôi hay nói với mấy đứa em hoặc là với nhân viên của mình đó. Đó là khi mà cái sự chuẩn bị của chúng ta mà thấp á, thì có nghĩa là cái sự chuẩn bí nó tăng lên. Chuẩn bí là gì? Là bí là chuẩn, bí là chắc cú, cứng họng là chắc cú, lúng túng ấp áp úng là chắc cú nếu chúng ta chuẩn bị kém. Thực ra không chỉ trong cái việc thuyết trình, không chỉ trong cái việc nói trước đám đông đâu, mà trong bất cứ lĩnh vực nào, cái sự chuẩn bị cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Bây giờ các bạn là nhạc sĩ đi, các bạn là nhạc công, thì cho dù trình độ của các bạn cao cách mấy, nếu các bạn không tập thì phần trình diễn của các bạn gần như chắc chắn sẽ thất bại. Hoặc là bây giờ các bạn cứ nhìn những cái buổi phỏng vấn của những nhân vật nổi tiếng đi. Kể cả họ có ăn nói lưu loát và tài năng tới đâu đi chăng nữa, thì các bạn cũng thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc mà họ trở nên lúng túng khi mà họ được hỏi những câu hỏi bất ngờ. Thì các bạn biết tại sao họ lại lúng túng không? Tại vì câu hỏi bất ngờ là những câu hỏi mà họ không có chuẩn bị. Thì không chuẩn bị chắc chắn sẽ chuẩn bí. Không nói nhiều, tất cả những người nói hay nhất đều chuẩn bị và đều luyện tập. Luyện tập là một trong những cách tuyệt vời nhất để chuẩn bị. Các bạn luyện tập càng nhiều thì các bạn sẽ bớt run rất nhiều khi mà phải nói chuyện. Tôi lấy thêm một cái ví dụ nữa, giống như là ông Steve Jobs đi. Một trong những người có thể nói là thuyết trình nổi tiếng nhất và được yêu quý nhất trên thế giới. Và thậm chí tôi tin chắc một cái điều á, cái việc mà người người nhà nhà sử dụng những sản phẩm của Apple giống như là iPhone, iPad, thì một trong những lý do rất lớn khiến người ta mua những sản phẩm đắt tiền đó là vì họ xem và được truyền cảm hứng từ những bài thuyết trình của Steve Jobs. Nhưng mà tôi hỏi các bạn, Steve Jobs thuyết trình hay như vậy, ông có tập luyện không? Dễ gì không các bạn? Tập nhiều nữa là khác. Tập nhiều nó mới hay lên được. Hoặc là một trong những nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử, đó là ông Winston Churchill. Thì các bạn có biết là theo cái nghiên cứu là mỗi một phút của bài phát biểu của ông thực hiện á, thì ông dành một giờ ra để chuẩn bị. Đó là lý do mà ông được ngưỡng mộ như là một trong những người hùng biện và phát biểu vĩ đại nhất trên thế giới trong lĩnh vực chính trị. Đúng không? Vậy thì phải tập các bạn ơi. Các bạn có thể bảo là các bạn không có thời gian, nhưng mà thực ra các bạn có thể dậy sớm để tập mà. Các bạn có thể dùng giờ nghỉ trưa để tập. Nếu không thể nào tập ra tiếng thì các bạn cũng có thể tưởng tượng trong đầu của các bạn. Cái công thức 333 nó sẽ trở nên cực kỳ hoàn hảo nếu các bạn tập luyện nó trước khi mà thực sự đi thuyết trình hay là đi trình bày. Và các bạn phải nhớ cái chuyện này, các bạn hãy tập mỗi ngày, hãy cố gắng mỗi ngày. Vì cơ hội nhiều khi nó lại gõ cửa các bạn vào một cái lúc bất ngờ mà các bạn không hay. Tôi có một câu chuyện rất thật để kể với các bạn, là tôi biết một bạn sinh viên. Bạn này tự nhiên trong lúc đi học lại tìm được một công việc mà thu nhập của công việc đó phải gọi là cao hơn vượt trội so với những sinh viên còn đi học. Các bạn biết lý do tại sao không? Cái bạn này, bạn rất chăm chút vào cái bài thuyết trình trong trường đại học. Thì trong cái ngày đó, trong cái môn đó, bạn thuyết trình cho một ông thầy, ông coi. Và hơn một cái, ông thầy này ở trường thì ông là giáo viên, nhưng ra khỏi trường thì ổng lại là giám đốc của một công ty tổ chức sự kiện. Thì ổng thấy thằng này thuyết trình hay quá. Thì sau cái buổi học ổng mới nói là thầy có mấy cái để dẫn chương trình về nè, thì thầy muốn mời em tham gia. Em làm được thì báo với thầy. Đó, cơ duyên nó xuất hiện các bạn. Và từ đó cái sự nghiệp của bạn này gần như là hoàn toàn thay đổi. Bây giờ tôi nói các bạn á, khi mà khả năng truyền thông, khả năng giao tiếp của các bạn tốt á, nhiều khi nó mở ra vô vàn nhiều cơ hội mà các bạn không bao giờ ngờ tới. Nên là hãy cố gắng luyện tập từ cái công thức 333 đó, nói cho nó nát đi, thì biết đâu đấy rất nhiều cơ hội sẽ xảy tới với các bạn. Rồi, hello các bạn. Như vậy là các bạn đã vừa nghe qua 5 kinh nghiệm để có thể nói chuyện trước đám đông một cách ngon cơm, suôn sẻ, thoải mái, không nói bậy, không mất tự tin, không run sợ. Tôi hy vọng là tất cả những kinh nghiệm rất thật của tôi sẽ giúp ích được cho tất cả quý vị và các bạn. Như là tôi đã nói cách đây vài giây thôi, khi các bạn giao tiếp tốt, đặc biệt là giao tiếp trước nhiều người, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ hội cuộc đời của các bạn nó được mở thêm một cái bước mới. Và đôi khi có những cơ hội đến với mình một cách rất bất ngờ, nhưng mà lại rất là tuyệt diệu luôn á. Thiệt nha. Thì cái bài này thực ra cũng là một cái phần trong cái chuỗi về giao tiếp của tụi tôi. Các bạn có thể thấy ở trên màn hình á, có cái danh sách phát vàng á, để mà xem tất cả những cái bài còn lại. Các bạn có thể bấm vào để xem các bạn nha. Ok, bây giờ thì chương trình của chúng ta xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.